Cách làm thì nó rất là đơn giản. Sau đây thì mình mời các bạn cùng xem nhé. Để nấu chè bưởi á, thì ở đây mình dùng là 100g đậu xanh. Đậu xanh này mình vo rửa cho thật là sạch rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nước vào mình ngâm. Mình cho đầy đầy như vậy nè các bạn, để nó còn nở ra đó. Và ở đây mình sẽ để ngâm 1 tiếng nha. Tiếp tục thì mình sẽ đi gọt bưởi. Ở đây mình chọn mua những trái bưởi non, nó nhẹ tay như vậy nè các bạn. Đây là giống bưởi năm roi á, thì cái bưởi này á, cái vỏ nó rất là dày. Bây giờ mình sẽ gọt hết cái phần lớp vỏ màu xanh ở bên ngoài. Mình gọt hết cái phần màu xanh của vỏ bưởi luôn. Nếu mình để lại á, là mình gọt không kỹ nó sẽ dễ bị đắng. Rồi mình cắt cái bưởi, mình tách, mình lấy cái vỏ nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt bỏ cái lớp mềm ở phía trong nè. Rồi thì mình sẽ cắt hạt lựu lại. Bưởi xong thì mình sẽ cho muối vào để mình bóp. Ở đây mình dùng khoảng 2 muỗng canh muối á các bạn. Đó, 2 muỗng hơi vuông vuông như vậy nè. Mình cho vào thêm một xíu nước á cho nó dễ bóp hơn á. Rồi mình sẽ bóp cái cùi bưởi này với muối cho nó thật là kỹ luôn. Mình bóp khoảng 10 phút luôn á các bạn. Đây mình bóp thật kỹ nè các bạn. Đó, mình bóp cái nước của nó rất là kẹo và nó nhớt luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đem cái cùi bưởi này đi xả cho thật là sạch. Cùi bưởi này mình xả, mình bóp với nhiều nước nè các bạn. Thì các bạn làm khoảng 10 nước giúp mình nha. Bạn xả, các bạn bóp vắt cho nó thật là sạch như vậy luôn, để cho cùi bưởi mình nó không có bị đắng á. Mình đã xả thật sạch rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đem cùi bưởi đi luộc. Khi nước sôi lên á, thì mình cho một ít phèn chua vào. Mình cho phèn chua vào để luộc cùi bưởi á, để mục đích là làm cho cái cùi của mình á được trắng và nó giòn hơn đó. Còn nếu không có phèn chua đó thì các bạn có thể dùng chanh để thay thế nha. Bưởi mình đã luộc nó trong veo như vậy nè các bạn. Thì vậy là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình vớt nó ra. Cùi bưởi luộc với phèn chua xong thì mình cũng cho qua nước. Mình rửa lại cho nó thật là sạch luôn. Mình bóp cũng 5-7 nước vậy đó, cho nó hoàn toàn hết cái chất đắng trong đây luôn. Xong đó thì mình sẽ cho nước vào cái cùi bưởi cho nó ngập xăm xắp như vậy nè các bạn. Thì mình sẽ cho thêm 3 muỗng canh bột năng vào đây nữa để mình bóp với cùi bưởi. Mình bóp như vậy nè để cho cái phần bột năng nó rút vào trong của cùi bưởi á, nó sẽ làm cho cái cùi của mình nó được trong, nó giòn mà nó ngon hơn.
mình bóp một lúc á, thì mình thấy bột năng nó ngấm vô bên trong hết rồi nè, đó nó no tròn luôn nè các bạn, và nó đục trở lại nè các bạn thấy không, đó như vậy là được rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ vắt củ bưởi này mình bỏ qua cái gỗ, nhưng mà các bạn vắt vừa như vậy thôi, mình vừa bóp nhẹ cho nó chảy bớt nước khoảng là 1/3 nước ra ngoài là được rồi, thì còn bên trong nó còn rất là nhiều nước nha. Rồi xong rồi, bây giờ như vậy là mình đi ướp đường được rồi đó. Mình cho vào đây khoảng 3 muỗng canh đường để mình ướp với cùi bưởi á. Giờ mình sẽ để ở đây cho đường nó ngấm hết vào bưởi luôn. Quay lại với đậu xanh thì mình ngâm được 1 tiếng rồi nè, nó nở to ra rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ đi đổ bỏ cái nước này và mình hấp đậu. Rồi cho vào nồi xong rồi, thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp đậu khoảng 15 phút. Thì đậu á, các bạn hấp á, bạn hấp vô cho nó vừa chín tới thôi nha. Thì mình gấp lên mình bóp thử. Mình gấp lên mình thấy nó còn nguyên hạt, mà bóp vào á, thì nó nát ra như vậy là được đó các bạn. Khi cùi bưởi nó tan hết đường và nó ngấm vào trong hết nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho 120g bột năng từ từ vào để mình áo bột. Thì đây mình múc từng muỗng mình cho vào thôi nha. Mình cho từng muỗng vào mình trộn. Mình trộn cho bột năng nó vừa áo xong một lớp thì mình cho tiếp cái phần bột năng vào để mình trộn tiếp. Các bạn đừng cho vào nhiều cùng lúc đó nha. Lúc này nè, bột năng nó đã dính chặt vào trong bưởi hết rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi luộc cái cùi bưởi này được rồi đó. Khi nước đã sôi với lửa lớn thì mình sẽ cho vào mình luộc. Mình luộc đến khi cái cùi bưởi mình nó trong lại như vậy nè các bạn. Đó, cái lớp bột năng nó trong veo đó. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái thau đá lạnh, rồi mình vớt bưởi ra mình cho vào. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi nấu chè được rồi đó các bạn. Để nấu chè với cái lượng nguyên liệu như vậy đó, thì mình dùng 1 lít nước. Mình cho tiếp là 130g đường thốt nốt vào. Thì nếu thích ăn ngọt hơn á, thì các bạn có thể dùng là 150g đường cũng được nha. Mình cho một ít lá dứa vào, mình nấu cho chè nó được thơm hơn đó. Nước đường của mình ra tan ra hết rồi nè các bạn, và nó sôi lên đó, thì mình vớt lá dứa ra. Lúc này mình sẽ cho cùi bưởi vào. Khuấy cùi bưởi cho nó gời ra rồi thì mình sẽ cho tiếp cái đậu xanh đã hấp chín vào. Đợi cho cái nước nó sôi trở lại như vậy nè các bạn.
thì mình sẽ cho bột năng hòa cùng với ít nước vào. Ở đây mình sử dụng là 80g bột năng đó, mình hòa cùng với nửa chén nước rồi mình gưới từ từ mình cho vào nha. Mình vừa gưới bột năng mình vừa khuấy như vậy nè các bạn, để cho bột năng của mình nó chín đều, nó không quấn cục á. Cái muỗng nhỏ này mình khuấy nặng tay quá, mình sẽ lấy cây giá mình khuấy. Mình khuấy nó chín bột năng là được rồi đó các bạn. Đó, vậy là nồi chè mình xong rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp, mình để nồi chè này cho nó nguội một chút là mình ăn được rồi. Tiếp theo để nấu nước cốt á, mình dùng là 300ml nước cốt dừa. Mình cho là khoảng 2 muỗng canh đường vào. Mình cho thêm xíu muối cho nước cốt đậm đà hơn á. Còn đây là 2 muỗng cà phê vuông bột năng, mình hòa cùng ít nước rồi mình cho vào mình khuấy chung luôn. Mình cũng khuấy cho cái nước cốt nó sạch trở lại và nó chín bột năng nè các bạn. À, vậy là được rồi đó. Rồi mình tắt bếp nha. Cái nồi chè bưởi mình nó nguội bớt nè các bạn, nhìn rất là ngon luôn nè. Bây giờ mình múc ra là mình thưởng thức được rồi đó. Rồi mình chan thêm miếng nước cốt. Các bạn nhìn chè rất là ngon rồi nè các bạn. Chè sánh dẻo vừa phải. Thì cùi bưởi đi thì ăn giòn sực sực, không bị đắng. Cùng với đậu và nước cốt dừa ăn rất là béo và ngon luôn á. Cái món chè bưởi của mình đến đây là đã xong rồi. Thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Giờ mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.